bộ sưu tập những cái mảnh xác máy bay nào quân và dân ta đã bắn rơi qua cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam đã sưu tầm, và ở bên tay trái của các bác có thể nhìn thấy một cánh máy bay màu đen này. Nó là một phần của chiếc máy bay B-52G mà quân và dân ta đã bắn rơi vào đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam đã máy bay rơi xuống đấy ạ. Và thưa các bác là chỉ trong vòng 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, quân và dân ta đã làm nên được một kỳ tích. Chúng ta đã bắn rơi được máy bay B-52 của đế quốc Mỹ, bắn rơi được 34 chiếc máy bay B-52 của đế quốc Mỹ. Mà trước đó đế quốc Mỹ cho rằng B-52 là bất khả chiến bại, là một siêu pháo máy bay. Và tổng thống Mỹ đã từng nói rằng là máy bay B-52 chỉ có thể bị rơi do điều kiện thời tiết, do trục trặc kỹ thuật, chứ nhất định không thể nào pháo bóc tuyển thì bắn rơi được máy bay B-52. Nhưng mà chúng ta đã làm nên được kỳ tích, chúng ta đã bắn rơi được máy bay B-52 và đã buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận thua cuộc và ngồi vào bàn đàm phán ký tên Paris lập lại hòa bình ở Việt Nam vào tại hội nghị Paris vào năm 1973. Và sau đây thì xin mời các bác di chuyển bên trong ạ, trời mới là mưa rồi ạ.